Mai Tài Phến nhắc đến Mỹ Tâm và thú nhận bị bố mẹ giục kết hôn. Cảm xúc của anh thế nào khi dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam được ra mắt sau thời gian dài chờ đợi? Tôi bất ngờ, choáng ngợp và xúc động. Do không xem phim từ đầu nên suốt buổi công chiếu, tôi lặng lẽ theo dõi phản ứng của mọi người. May mắn đến giờ phút này, phần đông đều dành bình luận tích cực. Ngay từ đầu, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời tôi vào vai Võ Tòng, anh có nói đây chỉ là vai khách mời, nhân vật của tôi do chỉ xuất hiện 3 phân đoạn trong phim. Nếu tôi được mời vào một vai có thời lượng xuất hiện nhiều hơn, chưa chắc tôi có cơ hội góp mặt trong phim này. Mọi thứ suy cho cùng là duyên cả. Nhân vật Võ Tòng vốn kinh điển và quen thuộc với tác phẩm cũ, nên việc Mai Tài Phến bị khán giả phản ứng là điều dễ hiểu. Anh đón nhận ý kiến khen chê ra sao? Tôi không trách khán giả vì mỗi người một suy nghĩ. Họ chỉ nhìn poster và tạo hình nhân vật cũng không thể đoán được Mai Tài Phến sẽ diễn gì trong phim. Tôi mong mọi người ra rạp xem và nhìn nhận rõ hơn về nhân vật. Tôi cũng từng là một khán giả và rất yêu thích vai diễn của anh Lê Quang. Việc ngoại hình thư sinh là do mọi người mặc định và thấy ở tôi. Đối với một diễn viên, việc hóa thân vào nhân vật là điều rất bình thường. Tôi chỉ cảm thấy vai diễn này hợp với mình và có thể làm được. Hợp vai là yếu tố giúp tôi thăng hoa trong diễn xuất. Quá trình quay phim, anh bị thương ở mặt và để lại sẹo khá rõ. Anh có lo lắng điều này ảnh hưởng đến công việc sau này? Khi mới bị thương, tôi sốc lắm. Cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Cảnh quay lúc đó mấy trăm người. Chi phí tốn từng giây từng phút nên không thể nào dừng được. Tôi gạt bỏ hết mọi thứ, tiếp tục hoàn thành nốt phân đoạn. Vết sẹo ở mặt đáng lo vì sẽ không thể vào vai đẹp trai hay đóng quảng cáo. Tuy nhiên mọi thứ giờ cũng không còn là nỗi sợ. Tôi xem đây là một kỷ niệm trong quá trình làm nghề. Mỗi lần nhìn lại, tôi nghĩ nhờ nó mà có vai diễn Võ Tòng trong phim Đất Rừng Phương Nam. Anh Dũng còn trêu tôi ban đầu định hóa trang giả mà ai ngờ có hẳn sẹo thật. Suốt 3 năm qua, Mai Tài Phến rất im ắng. Vì sao thế? 3 năm là quãng thời gian tôi dành để rèn luyện, trau dồi bản thân, cả về kỹ năng nghề, vốn sống. Tôi tích cực viết kịch bản phim hành động, thai nghén cho đứa con tinh thần. Tôi khao khát tạo ra một series phim riêng và phát triển nó lâu dài. Lúc mới nổi tiếng, tôi nhận rất nhiều dự án lớn nhỏ để thử thách năng lực. Song đến một thời điểm, tôi cần thiết phải lắng lại. Tôi cần nghiêm túc với định hướng riêng cho bản thân, không thể bay nhảy lòng bông nữa. Anh kính tiến đến độ báo chí, truyền thông không biết liên hệ bằng cách nào với một nghệ sĩ đang độ sung sức hoạt động nghệ thuật, im ắng như thế liệu có cần thiết? Từ năm 2019, tôi có hơn 10 phim điện ảnh mời nhưng đều từ chối. Không phải tôi chảnh, mà lý do đơn giản là không hợp vai. Tôi chấp nhận nhường cơ hội cho người khác và tự tìm hướng đi mới. Nói thế không phải tôi thụt lùi, đứng im mà chỉ đi chậm. Nghề này đôi khi là vậy, bạn cứ từ từ mới có kết quả. Anh dự định khi nào lập gia đình? Cha mẹ ở quê thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở hối thúc. Phần mình tôi thấy lúc này đam mê máu lửa làm nghề nên chưa nghĩ đến. Tôi nghĩ trong xã hội hiện đại, mọi thủ tục cũng chỉ là hình thức. Lễ cưới đơn thuần là thông báo cho mọi người xung quanh, còn với hai cá nhân sống với nhau miễn thấy vui, hạnh phúc là được. Khi bị nhiều người quan tâm chuyện đời tư, anh gặp áp lực gì? Tôi không quan tâm dư luận, tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, bản thân phải cống hiến thế nào để phục vụ khán giả. Bởi suy cho cùng, tôi không làm gì sai hay phạm pháp để ảnh hưởng tới bất cứ ai. Ngày xưa nếu đọc bình luận tiêu cực, tôi buồn và suy sụp. Bây giờ tôi thấy bình thường, khán giả có quyền đưa ý kiến khen chê hay cả lời đồn thổi. Người ta có quan tâm, có quý thì mới nói. Nghĩ đơn giản vậy thôi, tôi không bao giờ buồn hay giận những gì mọi người tò mò về mình. Mỹ Tâm có góp ý ra sao trong công việc? Thỉnh thoảng gặp nhau chúng tôi vẫn chia sẻ đôi chút công việc. Tôi lẫn chị Tâm đều tôn trọng suy nghĩ và định hướng riêng của đối phương. Tôi may mắn cộng tác với chị Tâm từ ngày đầu nên học hỏi nhiều điều. Ở chị có sự kỹ tính, khuôn phép và rất tử tế với ekip. Khi vào set quay, chị Tâm chuyên nghiệp nên mọi người làm việc chung rất thoải mái. Tới giờ nhiều người cũng hay nhắn tin hỏi khi nào phần 2 chị trợ lý của anh vì họ rất mong được trở lại làm việc. Chính tài năng thái độ làm nghề của chị là điều khiến tôi học hỏi. Với dự án sắp tới, anh có dự định sẽ ngỏ lời mời Mỹ Tâm tham gia? Tôi nghĩ lời mời rất khó, có lẽ phụ thuộc vào duyên số. Trước nay có rất nhiều lời mời dự sự kiện, tham gia dự án nọ kia nhưng chị Tâm từ chối. Chị chỉ dự ra mắt phim Ròm hay mới đây là Đất Phương Nam để ủng hộ đạo diễn và ekip thân. Tính chị ấy là vậy, thích thì mới nhận lời và tham gia để động viên người mình yêu quý. Ca sĩ Mỹ Tâm sắp tổ chức đám cưới tại quê nhà. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm lần đầu có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm cũng như đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai gần. Mỹ Tâm cho biết cô là người luôn biết quý trọng tình cảm, mặc dù không phải lúc nào đời sống tình cảm cũng diễn ra như cô muốn, nhưng khi đã yêu thì sẽ cố gắng để hòa hợp và mang lại những giây phút hạnh phúc vui vẻ cho nhau. Đó là cách mà Mỹ Tâm giữ gìn tình cảm của mình. Là nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt, Mỹ Tâm cũng là người khiến khán giả chờ đợi nhất về chuyện tình cảm, nhưng cô vẫn xuất hiện với hình ảnh một mình. Tuy nhiên Mỹ Tâm thừa nhận cô là người luôn rõ ràng trong tình cảm và công việc, nên không muốn nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của mình với công chúng. Mỹ Tâm chỉ muốn khán giả nhớ đến mình về âm nhạc nghệ thuật thôi. Còn nếu có gì hay ngoài âm nhạc, chắc chắn cô sẽ thông báo chứ không giữ bí mật đâu.
Chia sẻ về một đám cưới trong tương lai, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ làm nhiều ngày và có thể sẽ không tổ chức ở nhà hàng mà sẽ làm ở nhà. Và nếu cô dâu hay chú rể đều có quê thì sẽ tổ chức đầy đủ ở quê của mỗi người luôn. Trước đó, Mỹ Tâm từng kể câu chuyện về một chàng trai, người đã khiến cô mê mệt hồi nhỏ. Nữ ca sĩ bày tỏ, 2 năm trước cô vẫn còn thích người ta nên đã viết một bài hát nữa về sự chung thủy. Ca khúc Như Một Giấc Mơ đã mang lại cho cô rất nhiều may mắn và tình cảm của khán giả. Và lý do để cô chọn trang phục tím từ đầu đến chân chính là thể hiện tình cảm chung thủy của mình cho phù hợp với phần thể hiện 2 ca khúc dành tặng cho một người. Là một trong những ngôi sao hạng A nổi đình nổi đám của làng giải trí Việt, nhưng những thông tin xoay quanh chuyện riêng tư của Mỹ Tâm luôn trong vòng bí mật. Cho đến thời điểm này, đã bước sang ngưỡng tuổi 35, nhưng Mỹ Tâm vẫn đi về lẻ bóng và chưa một lần công khai về người đàn ông của đời mình. Mỹ Tâm ngắm trăng bằng kính viễn vọng hóa ra được người đặc biệt gửi tặng. Trên trang cá nhân cách đây không lâu, Mỹ Tâm đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ ngồi ngắm trăng trong căn biệt phủ rộng lớn, xung quanh là cây cối phủ xanh sum suê. Đáng chú ý, Mỹ Tâm khiến không ít người bất ngờ khi có thể ngắm trọn vẹn ánh trăng tròn thông qua ống kính viễn vọng. Những phút giây đầy bình yên trong cuộc sống đời thường như thế này có lẽ góp phần không nhỏ giúp Mỹ Tâm có thêm chất liệu, nguồn cảm hứng sáng tác ra những bài hát với lời ca rất đời và dung dị dành tặng khán giả. Đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân, Mỹ Tâm đính kèm một vài chia sẻ. Đêm hôm trăng, mình có chụp được tấm này để gửi tặng chị em. Nhờ ngắm khung cảnh này mà mình cũng nghĩ ra được nhiều điều hay. Nhiều bạn hỏi tại sao Tâm lại thích mặt trăng như vậy. Thật ra cái gì đặc biệt quá lại rất khó giải thích. Chỉ biết là khi nhìn trăng mình thấy bình yên. Và một điều vô tình nữa đó là mặt trăng cũng viết tắt là tên MT như mình. Mới đây, cộng đồng mạng tìm ra được danh tính người tặng cho Mỹ Tâm chiếc kính viễn vọng. Chính là FC của Mỹ Tâm. Trong buổi fan meeting diễn ra hồi đầu năm, cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ đã chơi lớn khi gửi tặng Mỹ Tâm một chiếc kính viễn vọng ngay trên sân khấu. Đại diện fan club cho biết vì biết Mỹ Tâm thích mặt trăng cũng như muốn được ngắm nhìn nó ở cự ly gần nhất nên cộng đồng người hâm mộ đã quyết định mua luôn một chiếc kính viễn vọng để Mỹ Tâm có thể ngắm trăng ở cự ly gần mỗi lúc cô rảnh rỗi. Không khiến người hâm mộ thất vọng, Mỹ Tâm đã sử dụng chiếc kính viễn vọng này để ngắm nhìn ánh trăng tròn đầy ngay tại nhà riêng của mình. Trong năm qua, Mỹ Tâm đã bội thu loạt thành tích ấn tượng trên nền tảng YouTube khi đến thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu 4 MV ca nhạc đạt 100 triệu view. 4 MV đạt 100 triệu view trong sự nghiệp của Mỹ Tâm năm 2023 chính là Đâu Chỉ Riêng Em, Người Hãy Quên Em Đi, Đừng Hỏi Em và Đúng Cũng Thành Sai. Trong đó, 3 ca khúc đầu chính là 3 track nhạc nằm trong album Tâm 9 của Mỹ Tâm. Đầu năm 2024, Mỹ Tâm tiếp tục đón nhận tin vui, đó chính là màn trình diễn Hẹn Ước từ Hư Vô. Sản phẩm kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh chính thức đạt 100 triệu lượt xem đầy tròn trĩnh trên nền tảng YouTube, nâng tổng số MV đạt 100 triệu view lên con số 5, thành tích mà đến hiện tại vẫn rất ít nghệ sĩ tại Việt Nam làm được. Điều này đã giúp củng cố vị thế số 1 của Mỹ Tâm tại thị trường âm nhạc V-pop. Mỹ Tâm đăng ảnh biệt thự hoành tráng, dân tình đổ dồn vào bóng dáng nam nhân trên góc nhà. Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Mỹ Tâm đã đăng tải loạt ảnh chụp phong cảnh xung quanh biệt thự và vườn cây trái sai quả. Zoom cận hình ảnh, cư dân mạng phát hiện bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen đang leo lên nóc biệt thự của Mỹ Tâm để thả diều. Ngay lập tức, khoảnh khắc trên làm nhốn nháo mạng xã hội, cư dân mạng không ngừng bàn tán về nam nhân này. Nhiều người cho rằng đối tượng chính là Mai Tài Phến, bạn trai tin đồn của họa mỹ tóc nâu. Trong khi dân tình trộn trang thì Mỹ Tâm đã âm thầm xóa hình ảnh, vô tình dính bóng dáng quen quen ra khỏi bài đăng của cô. Mỹ Tâm, Mai Tài Phến từng hợp tác trong sản phẩm âm nhạc Đừng Hỏi Em, diễn chính trong phim Chị Trợ Lý Của Anh năm 2019. Vào tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc kề cận nhau tại sân bay. Đến tháng 10/2023, Mỹ Tâm chủ động đến ủng hộ Mai Tài Phến trong buổi ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam. Thậm chí họa mi tóc nâu còn có hành động đứng lên vỗ tay và hét lớn thích Võ Tòng Quá một cách thoải mái.